Và kính thưa quý vị, trước khi đến bài nhảy đầu tiên, Trường Giang xin hỏi Trấn Thành một câu thôi. Không biết Trấn Thành có trả lời được hay không, nhưng khi làm việc Trấn Thành thì Trường Giang hay thấy cảnh nó xảy ra. Tức là trong tất cả chúng ta, ai cũng được sinh ra bởi một người cha và một người mẹ. Nhưng khi trên cuộc đời mình có nhiều cái đau đớn, cái vấp ngã, thì những đứa con thường là tìm về với mẹ nhiều hơn là với cha. Lý do vì sao? Tôi nghĩ là tại vì phụ nữ dễ chia sẻ câu chuyện hơn. Phụ nữ thì thường là lắng nghe nhiều hơn là đàn ông. Đàn ông thì hay nói. Và khi mà nhắc tới người đàn ông thì người ta nghĩ tới sự hy sinh nhiều hơn. Còn khi nhắc tới mẹ thì là lắng nghe, nên con nó sẽ tìm về mẹ thôi. Nhưng mà khi nói bất trắc, một điều bất trắc xảy ra, trong gia đình người cha luôn là người đứng đầu và gồng gánh cho gia đình. Thì khi người cha mất đi thì đó là cái đau khổ tột cùng với một người con, đặc biệt là con trai. Và tôi nghĩ là cái nỗi đau đó, ngoài là đứa con trai nó phải gánh chịu ra, thì người mẹ cũng sẽ mất mát đi một cái điều rất là lớn. Bởi vì như là mất đi một cái trụ cột trong gia đình, thì người mẹ vừa phải làm cha mà vừa phải làm mẹ cho đứa con đó. Thì thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ để nói lên cái tình cảm của một đứa con rất là nghị lực, muốn được làm cha thay cho mẹ, để có được, thay vì con chỉ là một đứa con, thì đứa con đó sẽ là một bờ vai để mẹ dựa vào. Thì ngay bây giờ chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bài nhảy của Huyền Thanh. Và chúng tôi mời quý vị cùng xem qua đoạn clip chuẩn bị cũng như là bài nhảy đó sẽ diễn ra như thế nào nha. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thí sinh Huyền Thanh. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Diệp đang ở phòng chờ cùng với thí sinh Thủy Tiên, Huyền Thanh và Ngọc Sơn. Xin mời Thủy. Vâng, và bây giờ xin mời Huyền Thanh và bạn nhảy của mình cùng ra chuẩn bị cho phần trình diễn đầu tiên. Và chúc cho hai bạn thật sự thành công nhé. Lần trở về này thì thực sự mọi thứ nó rất là khác lạ, nghĩa là chưa bao giờ mình thấy chuyến bay nó dài như thế. Không biết là mọi người đón chào mình, mọi người nhìn thấy mình, mọi người có ngạc nhiên không nhỉ? Khi người đầu tiên mà mình nhìn thấy là mẹ mình, thì trên tay mẹ mình có bé Cừu. Khi mà mình nhìn các con thì bé Gấu có nhận ra mình, nhưng mà do là cái thời gian quá lâu nên là Gấu cảm thấy xấu hổ và ngượng. Và đến lúc mà mình quay ra mình chào Cừu thì thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ, vì là bé Cừu không còn nhận ra mình nữa. Mặc dù là mình tham dự cuộc thi này hoàn toàn là vì các con, và các con cũng chính là động lực để cho mình thực hiện tốt tất cả những phần thi của các tuần, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là có lỗi vì đã để các con ở nhà trong cái giai đoạn mà các con còn bé như thế. Bé gái nhỏ của mình, đêm ngày hôm trước bé hơi mệt, nhưng mà do là vì mình quá mong mỏi gặp con nên là mẹ cũng cố gắng cho bé ra sân bay. Bé bị gặp gió và bệnh tình bị nặng hơn, đưa Cừu vào bệnh viện thì nhiệt độ lên đến 39.8 và con cứ lả dần đi. Cừu có làm một cái hành động là kiểu đập tay vào đầu như này, bé rất là bị đau đầu, rất là xót. Giá như mà mình có thể chịu thay được cái nỗi đau đấy của con. Bác sĩ kết luận là bé chỉ bị sốt cao thôi, và bác sĩ đã cho phép bé về nhà nghỉ ngơi. Trước khi về thì mình đã lên kế hoạch là mình sẽ thăm bố mẹ chồng. Mà mọi người khen là mình gầy đi và mình xinh hơn rất là nhiều. Thì các cụ cười rất là rạng rỡ, nhờ các cụ chính là người được khen ấy. Khi mà ngồi trong vòng tay bố mẹ và cảm giác là mình bé nhỏ trở lại, đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác bình yên và yêu đời đến như vậy. Mình thực sự là cũng cảm ơn cái trải nghiệm này. Nhờ có nó mà mình lại biết quý giá hơn rất là nhiều thứ mà mình đang có. Mẹ dù con qua những đêm hè rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ, bố không về, nỗi đau mẹ sâu đang cay ở sâu trong lòng mẹ.
mẹ hãy tin vẫn còn có con bên mẹ. Giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không ngừng. Dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn, con không nói nên lời. Mẹ buồn bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu, con thấu hết. Giờ con đã hết người, cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh để thấy con cười. Tình thương của mẹ lớn hơn cả biển trời. Cuối cuộc đời xin để con thay cha. Quá xúc động, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huyền Thanh và Quang Đăng thưa quý vị. Cảm ơn hai bạn, rất là xúc động. Quý vị và các bạn vừa đến với tác phẩm Để Con Được Thay Cha qua phần biểu diễn của Huyền Thanh và Quang Đăng. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Và nếu như bây giờ quý vị và các bạn thích tiết mục vừa rồi, chúng ta có thể nhắn ngay BN khoảng cách 1 và gửi về tổng đài 6370 cho Huyền Thanh. Và ngay bây giờ sẽ là những lời nhận xét quý báu từ giám khảo đầu tiên, xin mời biên đạo múa John Huy Trần. Huyền Thanh thì anh muốn cảm ơn em rất là nhiều. Đầu tiên anh muốn cảm ơn em nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện riêng của em trên cái sân khấu Bước Nhảy Ngàn Cân. Và anh thấy cái câu chuyện này nó cũng liên quan về nó cũng liên quan về cuộc sống của Quang Đăng luôn. Thì cảm ơn hai bạn đã chia sẻ cái thông điệp này. Bình thường chừng nào mình xem một cái bài múa đương đại, có nhiều bài nó có mấy cái câu chuyện rất là hay, rất là cảm động. Nhưng nếu mà mình muốn cái bài đó thành công thì cái động tác và cái kỹ thuật nó phải tốt và hay. Và anh thấy cái bài này, cái kỹ thuật và cái động tác thì không phải là hay, nhưng mà rất là tuyệt vời. Anh rất là hạnh phúc và tự hào vì cái bài này, vì cái này là một cái bài rất là xứng đáng trong cái đêm chung kết này. Câu chuyện nè, cảm xúc nè, kỹ thuật và nghệ thuật. Chúc mừng em. Cảm ơn những lời nhận xét gần như là tuyệt đối của John dành cho Huyền Thanh. Xin mời anh Linh ạ. Tôi thật sự ra thì đối với tôi thì những cái gì mà nói về tình mẫu tử, tình phụ tử, tôi đều rất là dễ xúc động. Và như tôi cũng đã chia sẻ những lần trước, lần này tôi lại nhìn các bạn với một cái cách diễn khác. Tôi không nhìn các bạn về cái kỹ thuật nhiều, mà tôi nhìn những cái động tác. Mà những cái động tác này dù nó rất nhỏ nhưng nó đã chạm vào trái tim tôi. Đó là những lần người con cứ lúc còn bé nó cứ cọ vai vào, cọ đầu vào người mẹ mình để tìm một cái sự che chở. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta ở đây ai lớn lên thì trong cái khoảng tuổi thơ cũng đã có điều đó. Và một cái kết rất đẹp, một cái kết rất là đẹp. Và
Tôi thấy cái sự biểu cảm trên gương mặt của Huyền Thanh và kể cả Quang Đăng. Tôi thích cái sự biểu cảm đó và những cái động tác các bạn làm rất gãy gọn, dù nó không cầu kỳ nhưng nó đã lột tả được những điều các bạn muốn nói. Đó là các bạn đã thành công. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Linh ạ. Và chắc là anh Đàm cũng có rất là nhiều ý kiến muốn chia sẻ. Xin mời anh. Vâng, với tôi thì đây là một bài thi mang quá nhiều những cảm xúc đặc biệt. Nó hơn hết tất cả mọi thứ tình cảm ở trên đời này. Đó là tình mẫu tử, tình thiêng liêng. Và cái sở trường diễn tả tâm trạng hay là nội tâm hay khắc khoải là Huyền Thanh vẫn giữ vững đến giờ phút này, đó là điều vô cùng tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự thách thức rất là khó cho người biên đạo cũng như là các em khi mà ở đêm chung kết phải chọn một bài hát, một bài thi kỹ thuật thật là nhiều, những động tác sao cho để thấy được cái khả năng của mình, nhưng nó bị khống chế bởi một cái nội dung rất là đặc biệt. Nó có phải là tình yêu đôi lứa hay là có những cái động tác phóng khoáng hay là cái gì đó tự do mà các bạn phải chắt lọc những động tác vô cùng khó khăn để đẩy cảm xúc của người xem đến nơi cao nhất và để mọi người thì vỡ òa như vậy. Theo tôi đánh giá cái điều đó là cao hơn tất cả mọi cái điều khác mà các bạn đã từng làm. Và tôi thực sự là xém khóc mấy lần. Tôi không thấy một hình ảnh của thí sinh nào cả, đúng một người mẹ đang tựa vào vai con của mình để đỡ mình đi tiếp những lượt chặng đường còn lại. Chúc mừng bài thi rất là tuyệt vời của hai em. Xin cảm ơn lời khen ngợi của ba vị giám khảo. Thưa quý vị, tôi có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Trước khi tôi đến đây, tôi là vị khách mời làm chương trình thì chỉ có một đêm thôi. Nhưng trước khi đến đây tôi cũng phải nghiên cứu về các bạn thí sinh thì tôi có nghe qua câu chuyện của Huyền Thanh. Tôi rất là ngạc nhiên khi tôi nghe thấy là có một cái điều mà khi mà Huyền Thanh làm một cái bài nhảy thì kêu bạn Quang Đăng làm cái váy, cái cụng cho nó cao cao lên để che đi những cái vết rạn nứt ở cái bụng vì sinh em bé. Thì tôi nhớ lại cái câu chuyện của bạn là khi mà bạn là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con thì cái anh chồng, anh bỏ rơi bạn vì ngoại hình. Thì tôi thưa với quý vị rằng là những cái vết rạn nứt của bụng người phụ nữ dĩ nhiên về mặt thẩm mỹ cơ học nhìn bằng thị giác thì nó dĩ nhiên nó không có đẹp. Nhưng về mặt tinh thần, các bạn nên tự hào nhìn vào nó và nói thẳng vào những người đàn ông đó một câu rằng đây là những vết hằn của thời gian lên cái nơi mà nâng niu con của các anh đó. Và tôi tin chắc rằng là một người đàn ông nào là một người đàn ông bản lĩnh, hãy thấy được cái đẹp trong tâm hồn của người phụ nữ khi họ phải hy sinh cái cơ thể của mình để nâng niu giọt máu của mình. Hy vọng là các anh sẽ yêu thương vợ mình nhiều hơn. Cảm ơn Huyền Thanh và cảm ơn Quang Đăng đã thể hiện một bài rất là tốt. Và bây giờ là một cái phần cực kỳ quan trọng, thưa quý vị, đó là cái phần cân nặng. Và như chúng tôi đã báo là có điểm dành cho quá trình giảm cân. Chúng ta sẽ tính một lần duy nhất là từ lúc bạn bắt đầu cuộc thi cho đến thời điểm này để xem là bạn đã xuống được bao nhiêu cân. Xin mời. Giang đoán thử xem là bao nhiêu rồi. Bạn đi mấy tuần? Trong vòng gần 3 tháng thì cũng không bao giờ dưới 20kg được đâu. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Đề nghị quý khách đứng yên. Cân này chỉ có tình trạng là báo được cân nặng của người đứng, không có tình trạng điều tra tình trạng hôn nhân của người đứng. Và cân hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, tuần đầu tiên khi bạn đến, cân nặng của bạn là 76,9 cân. Và thời điểm ngay bây giờ, số cân là 59,1. Và bạn đã giảm được 23,1%. Xin chúc mừng. Tương đương 2,3 điểm dành cho bạn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huyền Thanh. Kính thưa quý vị, là nếu quý vị là người xuyên suốt chương trình với chúng tôi thì quý vị mới hiểu cái nỗi đau mà các bạn trải qua. Nhìn đồ ăn mà không được ăn mà phải đi kéo bánh xe, cột cái dây vào bụng rồi
chạy ngoài đường, chạy trên đồi cát, kêu cái bánh xe tải đó. Tôi nói thiệt, cỡ Trấn Thành vô là xỉu 3 phút đầu liền. Bởi vì nó kinh khủng lắm, mà các bạn không được ăn, vượt qua cái thèm ăn. Có nghĩa là không được ăn bánh kem mà phải kéo bánh xe. Đúng rồi. Thôi, nó coi khổ vậy đó hả? Rất là thương khi mà mỗi lần thấy cái clip của các bạn. Và bây giờ nếu như quý vị và các bạn yêu mến Bạch Huyền Thanh, nhấc điện thoại lên, nhắn BN khoảng cách mã số 1 và gửi về tổng đài 6370. Hãy bình chọn cho Huyền Thanh thưa quý vị. Cảm ơn bạn.